Vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Và giờ đây là cái phần bài học đầu tiên, đó là tôi sẽ nói về cái tổng quan về 8.6, về 9.0 của cái khóa học là làm chủ Camtasia 8.6, 8.0 do Huỳnh Văn Lê Quang biên tập và giảng. Thì ở đây tôi đang mở cái ứng dụng này là Camtasia Studio 8.6, và quý vị thấy không? Là cách mở Camtasia là 8.6. Rồi tôi sẽ kéo xuống. Và đây tôi sẽ mở cái Camtasia 9.0. Thì xin thưa quý vị, giữa hai giao diện này nó lại khác nhau hoàn toàn. 9.0 thì nó lại có nhiều ứng dụng rất là hay, rất là tuyệt vời hơn là cái 8.6. Ở qua đó thì 8.6 nó được cái là mình biên tập cũng có những cái rất là tuyệt vời ở trên đây, nhưng mà nó lại thiếu. Còn bên 9.6 thì nó sẽ có đầy đủ hơn, và nó có những tính năng rất là tuyệt vời như là intro, outro, thiểu vị làm cũng nhanh hơn nữa. Và bên 8.6 thì nó lại không được như vậy. Rồi cái phần 9.0 này nó có những cái khác biệt với lại 8.6 rất là nhiều hả quý vị. Đây, 8.6 giao diện nó khác nhau hoàn toàn, được chưa? Và bây giờ cái phần bài đầu tiên này á, thì là tôi đã giới thiệu sơ qua đó là 8.6 và cái giao diện nó như thế nào, và cái 9.0. Và ở phần này thưa quý vị, giữa 9.0 và 8.6 nó có hai cái khác nhau. 8.6 là quý vị có thể cài trên hệ điều hành nào cũng được, Win 7 cài cũng được, Win 8 cài cũng được, Win 10 cài cũng được. Mà cái thằng 9.0 này là Win 7 tuyệt đối là không cài được. Nó đòi cấu hình là Win á, là phải từ 8.0 trở lên thì nó mới cài được, nó mới nhận diện được cái phần mềm của Camtasia này. Đó, thì qua đây là cái phần giới thiệu về tổng quan cái giao diện cũng như là hai lĩnh vực khác nhau. Đây tôi để hai bên cho quý vị so sánh nè, chứ mở từng cái đừng cãi. Mình lại đôi khi mình lại không thấy. Rồi. Rồi bên này nó chỉ cho dùng nhiêu đây thôi. Còn cái thằng 8.6 thì có thể kéo ra đến mức độ nào ha. Đấy, nó có những cái sự khác biệt, căng khung cũng vậy nè. Đấy, ok ha. Rồi, ở đây là của 8.6, còn đây là của 9.0. Rồi, như vậy là phần bài 1 đầu tiên, đó là bài tổng quan về cái Camtasia, Camtasia 8.6 và Camtasia 9.0. Để quý vị cảm nhận được hai phần mềm nó như thế nào nha. Còn bây giờ bắt đầu mình sẽ vào cái phần số 2, đó là bài phân tích về Camtasia 8.6. Xin chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút ít thời gian để theo dõi video clip chia sẻ của mình. Nếu các bạn thấy video clip này hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nha. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận những video clip mới, chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nha. Dưới đây là những video clip hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình chữ nhật phía dưới để xem video clip nha. Chúc các bạn xem video clip vui vẻ và chúc bạn thành công. Chào các bạn.